Có quá nhiều kem chống nắng hiện nay trên thị trường nên không ít lần khiến các chị em bị hoang mang không biết chọn lựa sản phẩm sao cho chất lượng. Cancer Council là một thương hiệu đến từ Úc với dòng chống nắng đặc biệt với mục tiêu cuối cùng là chống ung thư ra khỏi các tia cực tím. Cùng Bilis đến với review kem chống nắng Cancer Council xem chúng có gì hot nhé. Y về thương hiệu Cancer Council. Nghe đến review kem chống nắng Cancer Council chắc nhiều bạn vẫn đang hoang mang về cái tên lạ hoắc như thế. Nhưng yên tâm vì mình sẽ không để bạn phải hoang mang khi nhìn thấy tiêu đề đâu nhé. Về hãng mỹ phẩm Cancer Council này thì mình đã tìm hiểu trên Internet và không có quá nhiều thông tin về chúng. Tuy nhiên các thông tin cơ bản thì mình cũng biết được và có thể chia sẻ đến cho các chị em có thể nắm bắt được thông tin nhé. Cancer Council, Hội đồng chống ung thư nổi tiếng của Úc, đây là một trong những tổ chức phi chính phủ khá lớn tại Úc. Đây là nơi hoạt động nhằm mục đích chống ung thư, nghiên cứu về nguyên nhân, giải pháp chống ung thư. Đồng thời còn giúp người dân nâng cao thêm hiểu biết về căn bệnh quái ác này, trong đó ung thư da là mối quan tâm khá quan trọng mà họ đang cố gắng tìm cách đối phó với vấn đề trên. Hiện nay, khi hiện tượng trái đất nóng dần lên đang là mối nguy hại đe dọa sức khỏe của hàng triệu con người. Chính vì thế Cancer Council đã phát minh ra những sản phẩm chống nắng mang thương hiệu của chính họ để người dân có thêm niềm tin và ưu tiên lựa chọn. Vậy nên nói đơn giản thì nàng có thể xem Cancer Council là một brand mỹ phẩm của tổ chức phi lợi nhuận của chính phủ Úc. Sau thời gian dài nghiên cứu về ung thư da đang ngày một tăng cao thì các sản phẩm của Cancer Council đã được sản xuất để chăm sóc sức khỏe cho người dân Úc. Sau thành công trong nước thì Cancer Council đã lan rộng ra nhiều quốc gia khác trên thế giới và được tin dùng khá nhiều. Nhờ sự tin cậy của tổ chức này mà các sản phẩm của họ nhanh chóng được người tiêu dùng đón nhận. Bởi việc các loại mỹ phẩm tràn lan cũng khiến nhiều người e ngại khi chọn lựa và sử dụng. 2. Review kem chống nắng Cancer Council, sản phẩm hiệu quả tốt sau khi mình dùng 3 tháng, thăng giá cả và bao bì. Dòng sản phẩm kem chống nắng cho da mặt mà mình đã dùng, trải nghiệm và bây giờ review kem chống nắng Cancer Council cho các bạn chính là Cancer Council Active Dry Touch Sunscreen SPF 50. Em mình được tặng nên không biết giá chính xác, tuy nhiên mình đã tham khảo và giá trên thị trường hiện nay cho em này là 500.000 đồng cho tip 100m nhé. Nếu nhìn vào bạn sẽ thấy giá cao đấy, nhưng nếu cân đo đong đếm về hiệu quả cũng như thương hiệu thì em này đáng để bạn bỏ tiền ra đấy nhé. Em này tại Việt Nam sẽ hơi khó mua nên nếu bạn muốn mua hàng chính hãng thì nên đặt hàng tại các website từ nước ngoài nhé. Bao bì của em này thoạt đầu nhìn mình cứ nghĩ nó là dược phẩm đấy chứ, nhưng nếu xem kỹ trên bao bì thì đây là dòng kem chống nắng cho da. Với màu chủ đạo là xanh đen, pha thêm chút trắng đơn giản và màu vàng rực rỡ của nắng hè nhìn rất hài hòa luôn. Thiết kế sản phẩm dạng tuýp, nắp bật dính liền khá tiện dụng, không sợ nắp một nơi tuýp kem một nẻo nhé. Trên thân tuýp cũng có đầy đủ các thông tin về sản phẩm, mình có thể đọc và check xem chúng có phù hợp với da mình không trước khi bôi lên da nhé. Thiết kế dạng tuýp nhựa này cũng khá là dễ dùng, phần thân không bị quá cứng nên chỉ cần bóp nhẹ là có thể lấy kem ra ngoài rồi. Mấy bạn đừng quá mạnh tay sẽ lấy nhiều kem và gây lãng phí nhé, dùng tuýp 100ml nhưng cũng không bị quá cồng kềnh. Dù mang theo đi học, đi công tác, đi làm đều thích hợp thăng thành phần chống nắng nổi bật. Điểm hot của sản phẩm này ngoài việc đến từ một thương hiệu mang lại cho người dùng cảm giác tin tưởng ra thì bằng thành phần lành tính cũng là yếu tố khiến chống nắng Cancer Council trở nên uy tín với người dùng. Đầu tiên là các thành phần chống nắng cực xịn như Octothiazone, Octorilene, Bato-methoxydibenzoimethane, Humersalate, đây là các hoạt chất hóa học có công dụng hấp thụ các tia cực tím ngoài ánh nắng. Ngoài ra chúng còn được dùng trong các sản phẩm điều trị cháy nắng, lão hóa sớm, phòng chống ung thư da. Với chỉ số chống nắng SPF 50 thì bạn vừa dù hàng ngày, dùng đi biển cũng ok vì đây là mức chống nắng khá an toàn cho da. Ngoài ra em kem chống nắng này cũng được bổ sung hàm lượng vitamin E khá cao giúp cho da ngăn ngừa các dấu hiệu của lão hóa, giảm nếp da và cung cấp dưỡng chất cần thiết cho da. Trên thân của tuýp kem chống nắng cũng được hãng in khá rõ về khả năng chống nắng và bảo vệ da liên tục suốt 4 giờ dưới tác động của ánh nắng mặt trời. Đặc biệt em này hoàn toàn không có hương liệu tạo mùi nên các nàng có thể an tâm về khả năng gây kích ứng trên da nhé. Thằng công dụng được giới thiệu là kem chống nắng vật lý lành tính, có thể dùng cho mọi lứa tuổi kể cả trẻ nhỏ. Em này có dạng kết cấu dạng chất kem không quá đặc mịn và cực mứt không gây mốc da, chúng cũng dễ tán trên da và không có hiện tượng trắng bệch. Sau khi thoa tầm 3 phút thì kem sẽ tiệp màu nền và giúp da trắng nhẹ nhàng lên một tone, em này không gây nhờn dính trên da.
để lại bề mặt da khô ráo nên da dầu dùng em này cũng sẽ cực thích nha. Chất kem vốn không làm nặng mặt hay bí da nên mình dùng cả ngày cũng không có cảm giác khó chịu. Nhưng da có hơi khô một tí đấy nhé, nên mình khuyên bạn nên dưỡng ẩm đầy đủ khi thoa kem chống nắng này nha. Dùng một thời gian thì mình thấy da căng bóng và rạng rỡ hơn nhờ hiệu quả chống nắng tốt. Da mình giảm được các tác hại từ bên ngoài nên trông da cũng có sức sống hơn, mặc dù kem chống nắng không có khả năng dưỡng ẩm sâu nhưng cũng không làm da quá khô. Chỉ là chúng không bằng nhiều kem chống nắng hiện nay về mặt dưỡng ẩm, cấp nước, bảng thành phần của em này khá lành tính. Mọi làn da cũng có thể dùng được mà không lo bị kích ứng nha. Theo hãng thì em này có thể chống nắng liên tục trong suốt 4 tiếng nên sau 4 tiếng là mình bôi thêm một lớp kem chống nắng nữa để da được bảo vệ tốt hơn. Kem chống nắng có khả năng chống nước và mồ hôi cũng khá cao nên dùng vận động ngoài trời. Đi du lịch thì mình cũng có thể dùng, có lưu ý khi dùng kem chống nắng này chính là vào cuối ngày da sẽ bị xuống tôn một tí nên nàng nào muốn mình luôn xinh đẹp thì nhớ thủ sẵn phấn phủ nhé. 3. Cách dùng kem chống nắng Cancer Capsule. Cách sử dụng kem chống nắng Cancer Capsule không quá rắc rối và phức tạp. Chỉ cần mất 5 phút buổi sáng là các nàng đã hoàn thành xong bước chống nắng cho da và có thể trang điểm sương sương khi ra ngoài rồi đấy. Hoàn thành tất cả các bước dưỡng da buổi sáng, tốt nhất là nên dùng kem chống nắng sau bước kem dưỡng ẩm. Lấy một lượng kem chống nắng vừa đủ ra tay, thoa kem chống nắng đều khắp cả mặt và vùng cổ. Massage nhẹ để kem chống nắng thấm đều hết trên da, sau đó bạn có thể trang điểm được rồi nhé. Lưu ý, bạn nên thoa kem chống nắng ít nhất 20 phút trước khi ra ngoài nhé, sau 3 tháng 4 tiếng nên bôi lại kem chống nắng thêm một lần nữa. Hãy nhớ tẩy trang thật kỹ vào cuối ngày, bài viết review kem chống nắng Cancer Capsule của mình xin tạm dừng ở đây. Với những chia sẻ thực tế sau khi dùng sản phẩm của Dilis hy vọng sẽ phần nào hữu ích với bạn nhé. Link mua sản phẩm kem chống nắng Cancer Capsule mình để ở mô tả và dưới bình luận, nếu bạn quan tâm có thể click xem và đặt mua nhé. Đợt này sản phẩm đang được giảm giá rất sâu, hãy nhanh tay đăng ký sớm nhé.